Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 16, câu 13 đến câu 19. Khi Đức Giêsu đến vùng cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Chúa chọn gọi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô làm cột trụ để xây dựng giáo hội. Nhìn vào con người của Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta có thể nhận ra lòng yêu thương và ân ban nhiệm lạ mà Chúa đã dành cho các ngài nói riêng và cho cả giáo hội nói chung. Lòng yêu thương và tình yêu nhiệm lạ của Chúa được thể hiện các người chọn gọi hai thánh tông đồ, bất kể họ là ai. Đối với Thánh Phêrô, một con người được xem là đầy nhiệt huyết khi đi theo Chúa, ông đã từng tuyên bố dõng dạc với Chúa: dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Ông muốn chứng minh cho Chúa và anh em mình về sự mạnh mẽ và trung thành của mình đối với Chúa. Thế nhưng, đó chỉ là cái nhìn chủ quan của ông. Ông không lường được sự hèn yếu của mình trước những khó khăn sẽ xảy đến. Trái lại, Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn nơi con người. Người biết rõ con người của Thánh Phêrô khi đã cho ông hay: thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Thế nhưng Chúa vẫn tin tưởng và chọn gọi ông làm nền tảng xây dựng giáo hội và nâng đỡ đức tin của anh em mình. Phêrô, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Còn đối với Phaolô, một kẻ đã từng là người nhiệt tâm đi lùng bách các tín hữu, ông còn là người can dự vào việc ném đá phó tế Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Dù có quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng Chúa vẫn chọn gọi ông để dùng ông như khí cụ trao ban bình an của Chúa cho muôn người. Dù sự chọn gọi và yêu thương của Chúa là cao quý và nhưng không, nhưng lòng phục thiện và hoán cải nơi Thánh Tông Đồ Phêrô và Thánh Tông Đồ Phaolô là điều quan trọng không kém. Hai Thánh Tông Đồ đã nhận ra tình thương vô bờ của Chúa và quyết tâm sống cho Chúa và tin mừng của người. Nhờ vậy mà hôm nay giáo hội Chúa được lan tỏa khắp nơi trên toàn thế giới. Mừng lễ hai thánh tông đồ hôm nay, Chúa tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta noi gương hai thánh tông đồ hoán cải và tiếp bước các ngài theo Chúa trên đường đức tin. Chắc chắn có những lúc chúng ta đầy hứng khởi, đầy nhiệt huyết muốn sống cho Chúa và tin mừng của Chúa, nhưng cũng có những lúc chúng ta yếu đuối,
tội lỗi và sa ngã. Nhưng dù là chúng ta thế nào, hãy luôn tín thác rằng Chúa luôn ở bên nâng đỡ và muốn sử dụng chúng ta như đã sử dụng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, làm khí cụ của Chúa trao ban bình an và hạnh phúc cho con người. Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.